Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em lại có con V50 nhá đây. Đây vẫn là bản Hàn nhá. Và vẫn là một cái máy rất là dựng nhá, dựng từ đầu đến cuối luôn nhá. Thì tí nó dựng như nào thì em sẽ cho các bác biết, tí em mới khui ra mà. Thì trước tiên sẽ test cho các bác được chức năng với ngoại hình nó như thế nào. Thì trước tiên là cái phần ngoại hình ấy, thì là các bác có thể thấy là cái nắp lưng này. Nắp lưng thì đương nhiên là nó hơi xước rồi. Đây các bác phải nghiêng điện này. Máy cũ mà. Dựng qua dựng lại thì cuối cùng nó cũng xước hết thôi. Đấy thì nói chung là cái lắp lưng này thì không được đẹp, hơi xấu. Bác nào mà mua về thì nếu mà không hài lòng với cái lắp lưng thì mua cái lắp lưng khác mà thay thôi, chứ em cũng chịu thôi. Đấy. Tuy nhiên thì phần camera này các bác có thể thấy là camera nó cũng còn khá là ổn. Đây. Đấy. Em chụp chẹt nó vẫn ok thôi. Đấy, led kém quá. Đấy, nói chung là không tránh khỏi đâu các bạn, máy cũ thì không đỡ được. Nói chung là nó vẫn có dùng được, dùng ổn luôn đấy các bác, không vấn đề gì đâu. Nó chỉ xấu thôi. Các bác nào mà muốn đẹp thì thay thôi. Tiếp theo nữa là cái khung viền. Thì cái khung viền này bảo đảm cho các bác là khung viền nó gần như mới 100% ấy, tại vì em thay nguyên cả cái bộ màn hình mới mà, bộ liền khởi khung viền mới, cho nên là nó còn đẹp lắm, cho nên không phải sợ, cũng sâu cho các bác luôn. Nhưng mà có điều là cái bộ này nó là bộ màn hình của máy Mỹ các bác, máy Mỹ đấy, cho nên là nó là màu nó đen đen tuyền luôn đấy, đen kịt luôn đấy. Cho nên là khi mà thay cái khay sim này vào này thì cái khay sim này nó sẽ hơi khác màu một chút. Đấy, các bác có thể thấy này, nó ánh điện thì nó hơi 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 khó nhìn thôi. Đấy, thì có nghĩa là cái khay sim nó hơi khác màu một chút, tại vì cái khung viền, cái bộ màn hình này nó là cái bộ màn hình của máy Mỹ nhé, còn ruột thì nó là của máy Hàn. Song sánh các thứ vị ok hết nhé, em test hết rồi thì bảo đảm cho các bác là khung viền nó còn mới như 100% luôn đấy, gần như thế. Có một cái màn hình thì thế, màn hình thì nó cũng rất là mới, nó chưa chưa xước gì, mà cho do quá trình vận chuyển hay sao hay là gì đó thì nó bị xước một tí ở chỗ này. Không biết các bác nhìn thấy không? Đấy 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 đấy, nó xước tí chỗ này thôi, còn lại thì mới. Đấy, các bác thấy không? Màn rất là mới và chưa bị ám ố gì nhá, chưa bị ám ố gì luôn, màn mới mà. Đấy, bảo đảm cho các bác là chưa vào màn, test luôn cho các bác. À, thôi cái đấy thì test sau, thì em sẽ test một loạt chức năng luôn. Thì nhân tiện đã đang còn ở đây thì em sẽ đo cho các bác biết là cái chấu sạc nó vẫn ok nhé các bác, cái chấu à, quên chấu chấu màn hình phụ chứ. Đây. Đây các bác. Phải có điện trở hết nhá, đây các bác nhìn thấy đồng hồ này. Đấy. Ok hết nha các bác. Có nghĩa là cái con V50 này là full chức năng luôn đấy, không có vấn đề gì đâu. Tiện nghe gọi, sóng sánh nghe gọi này. Đây các bác có thể thấy là cái wifi nhận bình thường nhé, LTE bình thường nhé, đấy nghe gọi luôn. Đấy. À, tiệm cận này, đấy ok luôn nhé các bác. Đấy, tiệm cận ok nhé, rồi ok có ghi âm. Đấy thì về ngoại hình ý, thì em đánh giá con này là chỉ mỗi cái lắp lưng là hơi xấu tí thôi, còn lại thì đẹp hết. Đấy. Sẽ test cho các bác cái màn hình nó không bị ám ố như nào nhé. Sao tăng 5 4 6 3 6 8 tăng sao nó không không tăng. Đây. Thì test cho các bác biết được là cái màn hình nó như thế nào. Đây, các bác có thể thấy là cái màn hình nó rất là đẹp luôn. Cái này thì bảo đảm cho các bác là màn hình này đẹp, không vấn đề gì luôn. Không lấy nét được. Nói chung là test này tự trưng thôi các bác, chứ các bác nhìn qua camera nhiều khi không 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 phát hiện đâu. Nhưng mà có những ví dụ như có những cái lỗi như kiểu là lỗi lưu ảnh nhỏ, và nó mờ, nó nhẹ ấy, nhiều khi là qua camera các bác không nhìn thấy đâu, nhưng các bác bắt buộc phải nhìn mắt thường mới thấy thôi. Nhưng mà con này thì ok, tại vì đây là bộ màn mới mà, nó không bị sao cả và còn rất là đẹp, không bị ám ố gì, bảo đảm cho các bác luôn. Đó. Rồi nhá, cái bộ màn hình thì ok. Tiếp theo sẽ test cho các bác một số cái chức năng ở trong con này, tại vì em cũng nói là full đấy, nhưng mà có nghĩa là không có cái gì lỗi cả, nhưng mà vẫn phải test cho các bác biết được xem là nó như nào. Đấy, đấy màn hình LED này. Đấy, ok hết nhá. À, quên, đây ở đây có cái ở đây có cái các nút các nút chức năng này, nút trên này, nút dưới này,
end này, nốt call start, nốt exit này. Đấy. Tất cả có 1 2 3 4 phím thì ok hết nhé. Rồi, rừng loa bình thường này. Rung này. Đấy, các bác thấy đúng không? Đấy, cho camera này. Đấy. Rung bình thường nhé. Cái mấy cái này thì không test được si cái thứ. Đây, quan trọng là cái test cảm ứng này các bác. Quan trọng nhất là cái màn hình nó phải cảm ứng nó ok. Đấy. Test cho các bác cảm ứng ok. Cái này thực ra là em cũng test rồi. Tại vì khi mà mua cái màn hình là em phải test rồi, chứ không thì chết dở luôn các bác. Rồi, ok. Màn hình ok. Đấy, còn cái gì nữa nhỉ? Trong này thì cái áp suất thì khỏi nhé, vì không có gì để, vì không có áp suất đâu. LED này. Đấy, màu đỏ này. Một xanh lá cây này. Xanh nước biển này, màu trắng này. Đấy, LED ok hết nhé. Đấy, nói chung là chỉ có thế thôi. Camera đây, mở ra hẳn ngoài test cho các bác luôn. Đây, camera này. Đấy. Góc thường này. Góc gần này. Góc rộng này. Đấy, ok hết nhá. Đây là cái góc trước này. Đấy, nhìn cái mặt em chưa? Đấy. Ok hết nha các bác, nói chung là ngon. Các chức năng em bảo đảm cho các bác là ngon nhé. Cái con này ấy, thì em cũng dùng, nói chung là em mà giữ con nào thì em cũng phải dùng nó tầm một ngày các bạn, ít nhất là phải có một ngày để em biết được xem là pin nó như thế nào. Thì thực sự là pin của con này là ở mức trung bình khá rồi nha các bác. Và tại vì sao? Tại vì pin con này nó là pin zin rồi mà các bác, nó con này ra 4 năm rồi mà các bác đòi mà pin nó còn 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 xịn còn ngon thì em chịu luôn. Tại vì cái pin này nó cũng thuộc dạng cũ rồi, nó cũng không phải là tốt nữa nhưng mà vẫn đủ dùng, nói chung là vẫn ok. Em dùng cả ngày hôm nay thì vẫn thấy ok. Đấy. Và bây giờ sẽ test cho các bác là trong nó ngoại hình, à quên, ở bên nội tạng nó như nào nhá. Đây các bác thấy này, lắp lưng này. Đấy, lắp lưng được. Bỏ đây để xước quên nó. Đây chẳng là em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem cái máy nào em muốn bán cho các bác ấy. Thực sự là bán cho các bác để các bác về dùng ấy, cho nó phải ngon, nó phải ngon lành luôn đấy các bác. Em không muốn là bán một con máy dở cho các bác để các bác về các bác khổ sở với nó về việc mà máy nó hỏng hóc. Quên đấy, xem test cho bác cái email của nó đang như thế nào đâu nhỉ. Đây không thì mình nhận về lại nhận con máy khác thì dở hơi lắm. Đây các bác. Các bác có thể thấy là số email và số CD có hết ở đây nhé, và số điện thoại rồi các thứ có hết đó. Rồi, và đang chạy Android 12 rồi. Em sẽ tắt nguồn đi nhé, tháo máy ra cho các bác xem. Đoạn này thì các bác thích xem thì xem, không xem thì tắt đi cũng được rồi. Tại vì em làm mục đích để mà cho các bác khỏi lăn tăn vì việc là máy nó dựng như thế nào thôi. Đấy, đến đây các bác có thể tắt được rồi cũng được, nhưng mà em vẫn tháo ra nhé các bác. Tháo hơi lâu, quên em không tháo trước ra. Mấy cái ốc này nó hơi lâu. Thôi các bác thông cảm, chờ chút. Nó cũng nhanh thôi mà. Ốc kia các thứ vẫn là ốc xịn đấy nhá. Nhiều ông dựng con máy này dùng ốc đen là hơi buồn cười. Rồi. À quên, tháo ra phải nhớ là cái không quên không test vân tay. Nhưng mà vân tay là ok đấy các bác, em test rồi, không phải sợ đâu. Chẳng qua là em quên thôi, em định test nhiều khi là nó quên thôi. Vân tay bảo đảm với các bác là ok hết nhé. À còn nữa, quên đấy, em để cái tai nghe ở đây rồi, định test cái tai nghe cho các bác nhưng mà cũng lại quên nữa các bạn. Thôi được rồi, được rồi, nói chung là cái tai nghe em cũng test rồi đấy, nó vẫn ok hết, nhận DC bình thường, không vấn đề gì cả. Rồi thì đây sẽ tháo ra cho các bác xem. Cũng FC đây. Đây cái này cũng không quan trọng cho lắm đâu. Đâu quên, phải tháo pin ra trước các bạn. Đây cụm loa ngoài, cụm loa ngoài em cũng đánh sạch cho các bác hết rồi, nói chung là vệ sinh sạch sẽ lắm, không vấn đề gì cả. Đây lúc khai sim rồi các bạn,
nhiều khi cứ tháo máy hay quên cái lắp cái sim các bạn. Ok, quá trình tháo máy nó sẽ hơi lâu, hơi cục chuối tí. Em tháo hết ra cho các bác xem, tại vì em muốn bảo đảm cho các bác là cái máy các bác về dùng nó yên tâm ấy, không muốn các bác phải lăn tăn gì cả. Đây đây, các bác có thể thấy cái main này, cái main là main xịn nhé, zin luôn nhé, cái lồng sóc vẫn còn nhé. Đấy, cái main này em test rồi, em mới ghi em tên em ở đây. Ok, cái này là full, ok full hết nhé. Đấy, nhiều nhiều bác mua về mất cả cái mic này này, cái mic này hay mất lắm này, nó hay bị hỏng này. Đấy, bên này mặt bên này này, mặt bên này cũng còn quá ok luôn nha các bác, không vấn đề, không không có dấu hiệu sửa chữa nhé. Đương nhiên là thì bẩn, tại vì có dấu vân tay thì có đó, tại vì em tháo ra hoài mà em cầm vào. Đấy, men ok nhé. Đấy, thì đây là cái khung, thì đây đây cái khung này vẫn là khung xịn đấy nhé các bác, nó vẫn có cái miếng đồng tản nhiệt ở đây này. Đấy, camera cái thứ ok hết. Đấy, thì cụm sạc đây, nói chung các bác nhìn là các bác biết đây có một cục pin này, cục pin các bác có thể check. Cục pin này thì nó hơi cũ, thật sự là nói chung là nó hơi cũ thật, nhưng mà cái dung lượng của nó vẫn còn khá là ổn nha. Em dùng nó cũng cũng thấy là thời gian dùng nó cũng cũng ok đấy các bác, không có vấn đề gì đâu, nó ở mức trung bình khá như nãy em nói rồi đấy. Tuy nhiên thì cũng nói rồi, nó là pin cũ cho nên nó không thể, có thể không ngon được như các bác tưởng tượng, nhưng mà em thấy là dùng được ok. Tại vì các bạn dựng một con máy ấy, nó quá nhiều cái linh kiện đấy. Ở đây mua mua cái khung này về nhé, mua cái khung này về là cái khung không à, chả có cái gì hết luôn đấy, là phải là đưa cục rung vào này, đưa camera, đưa loa thoại, đưa tất cả các thứ, đưa pin vào, đưa cục sạc, và nói chung là cũng có cái khung này, có mỗi cái khung với cái màn hình thôi à, chả có cái gì cả. Cho nên là việc mà nếu mà bảo là cái gì cũng phải là mới, thì nếu mà để dựng một con máy mới thì chắc nó phải tầm đến tầm khoảng 4 đến 5 triệu các bạn. Em thật sự luôn đấy, chứ còn để mà mới toanh hết mọi thứ ấy, chứ còn bây giờ là dựng để tận dụng lại những cái cũ thôi, chứ dựng như kia kia thì bán không thể bán nổi. Và các bác biết rồi đấy, làm ăn hoặc gì phải có ít lãi chứ, không thể không có lãi được, nếu mà không có lãi thì cũng chả ai làm cả, thì em cũng thế thôi. Tuy nhiên là mình cũng không 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 thể lãi nhiều được, tại vì muốn bán cho nó nhanh, muốn giúp đỡ anh em để mà cho anh em có con máy nó ổn để mà dùng thôi, và mình cũng không muốn giữ lâu, vì mình có phải là thương gia ghê gớm đâu, mình chỉ làm nhỏ lẻ, thỉnh thoảng có con máy mình dựng thế thôi đấy, cho nên là cũng muốn bán cho nó nhanh thôi. Và thường thường giá của em nó sẽ thấp hơn những cái chỗ khác, và mấy chỗ khác thì bảo là phá giá các thứ, nhưng mà thực ra không phải nhé, em không phải thương gia chính hiệu gì cả, dựng tại vì mình thích thì mình dựng thôi. Tại vì nhiều khi là gặp được đồ ngon ấy, thì mình lấy về mình dựng cho các bác thôi đấy. Và thường thường là cái máy này bán ra em phải quay lại clip để mà mục đích là để mà tránh cái sự cho các bác nghi ngờ cái thứ này cái kia đấy. Ok, nói chung là cái máy này ấy, thì là chỉ duy nhất là có mỗi cục pin này nó hơi nó thuộc dạng là trung bình khá chứ không phải là tốt nhé. Tốt thì em nói không không thể nói tốt được, nó chỉ đủ dùng thôi. Và nếu bác nào mà muốn thay pin thì mua trên Shopee thôi, các bác có thể tìm được. Và lỗi thứ hai là cái lưng nó hơi xước à. Đấy, nó thế thôi, chứ còn còn lại là tất cả đều ngon hết nhé. Đấy, ok, và cái máy này em sẽ bán nó với giá là 2,9 triệu nha các bác, tại vì thật sự là em muốn bán giá rẻ hơn, nhưng mà bán giá rẻ hơn thì coi như là hồi vốn, ship đi ship lại nữa thì coi như hồi vốn luôn các bác, không có lãi luôn đấy. Thì các bác có thể tra tất cả các linh kiện này trên mạng, các bác biết được để lắp ráp vào một cái máy như này thì giá nó sẽ như bao nhiêu đấy, cho nên là các bác không không sợ phải phải là mình mua hớ đâu. Cái máy này em sẽ bán tầm 2,9 triệu nha các bác. Đấy, ok, chào các bác.